Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 4, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9963, 4553, 8929. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9128. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68563, 34538, 04548, 35672, 38191, 17542, 62479. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 22336, 60822. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26331. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43053. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3, 7, 8, 5, 6, 4. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3, 7, 8, 5, 6, 4.